Chào các anh em nha, đây là cây cần thân ghép với cây cây cam Mỹ nữa nè. Thì gốc cần thân nó chung họ với cái loại cam quýt bưởi. Đây là những cái loại cam này cái lái rất là nhỏ. Xin chào tất cả các anh em. Thì hôm nay tôi mới bứng được một số cái phôi siêu bông. Phôi này trồng khoảng 3 năm mấy rồi các bạn. Thì cái gốc nó trung bình cỡ cổ tay mình á. Thì có nhiều cái kiểu hình này, vặn sắn, thân quái vân vân. Thì anh em nào có nhu cầu mua nguyên lô 10 cây này thì tôi sẽ bán với anh em giá giao lô 250 một cây. Thì anh em nào ở khu vực gần với chợ mới An Giang thì ghé liên hệ với tôi để mình giao dịch. Còn những anh em nào mà cần mua lẻ, còn anh em mà không có nhu cầu mua lô thì mua lẻ thì tôi cũng bán cho anh em luôn với những cái hình mà anh em mình có thể lựa.